Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định trên vào ngày 14. Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phó Công an xã này đã bị tạm đình chỉ công tác do không thực hiện đúng quy trình hướng dẫn đăng ký xe, nhưng không có dấu hiệu can thiệp vào hệ thống biển số. Công an đang làm rõ quy trình bấm biển số siêu vít phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh, niêm phong hồ sơ, máy móc để làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bước đầu xác định, hai người bấm được biển số xe siêu đẹp nói trên chính là hai vợ chồng. Nơi họ đến lấy biển số là xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ vào ngày 293. Người đàn ông bấm được 60B688889 Suzuki RJV120 và 60B688886 cho xe SH150i. Người phụ nữ bấm 60B688888 và 60B688862 cùng nhãn hiệu da. Về sự việc này, cặp đôi cho biết bấm số ra biển đẹp là bên cửa hàng lo hết. Sau khi xin được biển số 60B688888, chủ xe đã bán cho một người khác với giá 1,5 tỷ đồng. Hai chiếc xe da được họ mua với giá 500 triệu và 300 triệu đồng.